Chân luôn bị tạ ai đừng Facebook bên tay nhà ha còn mình đứng toàn nộp mà đây nó mình Facebook có vẻ toàn nộp mà nè cho mày bảo ôn nè sập phi lư ta ở đây thì lư bàn trong sập phi sau sầm lên khang sập phi sau sầm lên rồi hột Vì thế, vì cho bạn quanh mỏ nông trần nông. À, ở đây đi, ở đây đi, ở đây bật to từ sân. Lời bật to từ sân á. Chẳng có bạn này. Chúng ta đi em từ hẹt ở lư sơn tại ăn lư sô sơ phi này gì nè lư nà hạ lư tơ sơn bóng ôn bộ ăn lư sê ba phục trong thời trình đậm nào nè cầm tịch bóng ôn rong chạm bóng ôn sao xin lên cho phục trong cơ thể này tí đi mình ai nào miền bắc nhà mình tí đằng mình đằng tí nào mình tập bóng sơ phía bóng mò hải ta họ là dương tư tư bẩn đào và bóng ôn na sạp bán và sạp sạp bẩn bán cứ tam tầm nào sân phụ phụ dương phư tam là tập hiệp sân à chân luôn phía giá ai lớn nhìn game pi luật hạ thom một nơi đại ban cai prai hỏi vị sau thân hạ cam hỏi hai đạo vây ban chỉ phụ dương không trong riêng luật thom một nơi hỏi tiêm pi ở luật thom một nơi trâu tay rút tam cách phồn riêng và rì lập phu sụp hạt sải hai đây phụ dương không trong ca pi luật thom một nơi hỏi hai đạo vây phụ dương trâu chủng luôn ở luật thom một nơi trâu tay cô rút tam cô ca cách phồn riêng và rì tờ sở phía đã mấy chú mùi kia bóng hỏi tờ hỏi mau mình bạch mình mấy bì tì phù mấy trong vừa ọc cầm lăng phía về tờ cao sầm rạ đây nè nơi để phù dương nơi mình cầm lăng bằng to này gì chân ruộng phía xa hai đá vấy ban chỉ phù dương tờ ca phía rọt thỏ một nình sở phía hai ấy tờ ca phía rọt thỏ một nình năng sầm nuôi tìm mùi chơi xong sầm nuôi tìm mùi thì chóp tờ dương cho đó sầm nuôi tìm bì ấy cho hai đá vấy dương không prăng
chủng luôn ở luật hôm nay tôi để đào tạm cô các cái chủng miền bà rịa nó chủng nuôi thì bị chủng hiền thì bị tao sợ việc tam cũng rất sợ phi á hai đã vay ban chỉ phụ hướng từ riêng luật hôm rồi cả ta ai khác để chăm bạch không niêm chỉ phụ luật không ai cao không ai lừa không ai cần đá chân chiết đam chân chiết phía tây phụ luật co thành mạng sọc chân phía luôn à đất chân phía luôn côn cao chân phía luôn bút âm bô này gì không ai lập không ai bán hai đã vay chăm bạch ở riêng luật hôm rồi hai đã vay chăm bạch cà phía luật hôm rồi bằng vốn chân rộn phía xa mùa là hai tìm hồi đại dương trời cà phía luật thòm nội nít có pro luật thòm nên cứ chia chụp mê rư có chia rụp bổng môn nó không cả bổng cá ở bàn này chụp mập tôi nì nì nó không cả đặc nòm chịt rồi sân bà luật thòm nội nì phơ mình trâm trơ tạm rụp bổng môn tên chân mình này thà chụp mập tôi đẹp bổng cá máu có viên nâng chia chụp mập đấy cặp xùm lạp chia chụp mập bây tải chia chụp mập bom plan nơi bà giao cho bọc bà kia bố rọt chia chỗ bắp đề nâng phơ ở mê đồng rộng nhiều bài bì lọ tàu chia bà sai ạ khọ bà phì xa bà rịp thiếp thá rốt khoa mà nội nít về chia rụp bổng môn rồi có chia chỗ bắp mê bảo vì tàu chia ạ khọ vì tàu chia thân nằm bổn chân mình đây thá thân nằm bổn lý về bằng tọ bằng tích nơi tròn còn lại ná có việc bổn chân ca đầy dương cho rốt phê nhu lòng bì rốt thả thòm nội nít bì bruột đồng bây thì nia thá chỗ bắp tôi đại bóng cá tranh bị cho bắp rồi thòm nói cứ miên thòm mà nói nhập hiệp hời dương trơ thai rư cồn phù rồi thòm nói chỉ cho bắp mê chỉ rụp bằng môn chân về cứ chỉ rư cồn bởi dương trong ban play cá ở chỉ play cá là o lập mơ đôi chỉ đam chơi mà đam chân rư dương tơ tại mơ vía thá vía ban miên sọc gặp hiệp là o thay toàn ban là o hơi nở phù เอาไว้ได้ยังจอกบานพอลนั่งคือจะสลักคือจะคลายคือจะกาชั่วบารึกโกลแอนเนยังเอาได้บานมือเอาได้บานดังเชิงยังรบพึ่งจอกบานพอลคืออากาศเต็มโดยเฉพาะในคือจีกันเลือกตีมวยได้ปุยยังเต่าแต่ช่วยยุลในฉบับรถทอมหน่อยจนรวมเพียสาหรือตีปีให้เอาไว้จำใบปูรักไม้เจรถทอมหน่อยព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចទាំងអស់របស់ជាតិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការគឺពលរដ្ឋជាម្ចាស់រួមទាំងអំណាចពលដ៏មានផងលពូចកសេងបងឌួងរ៉េតហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះយើងជាម្ចាស់របស់ប្រទេសយើងជាម្ចាស់របស់អំណាចទាំងអស់របស់ជាតិជំនួសវាថាប្រៀបធៀបបែបនេះថាអ្នកគឺជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ដីម្ចាស់ឡានម្ចាស់គោក្របីហើយបើយើងជាម្ចាស់ដល់យើងស្គាល់វាយើងស្គាល់ផ្ទះយើងស្គាល់ឡានស្គាល់គោក្របីរបស់យើងបើអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នចោលពន្យល់ចោលពន្យល់អំពីផ្ទះដីស្រែចំការគោក្របីឡានម៉ូតូយើងច្បាស់ជាងម្ចាស់ផ្ទះគេសួរដល់ផ្ទះអ្នកធ្វើវាអីអត់ដឹងផងគេសួរដល់ដីអ្នកនឹងប្រមាណចង្អាមអត់ដឹងផងម៉ូតូឡានរបស់អ្នកណាស្អីអត់ដឹងផងគោក្របីអ្នកមានជើងប្រមាណអត់ដឹងផងបើកាលណាយើងជាពូជអំបោមួយនិយាយខ្មែរស្រាប់ខ្មែរបានបងកំយន់មកយើងមិនចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្មើនឹងយើងមិនចេះប្រើប្រាស់អំណាចទាំងអស់របស់ពលរដ្ឋអំណាចដែលសរសេរអំពីកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋនៅក្នុងជំពូកទី3និយាយអំពីសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋអំណាចនៃការប្រើប្រាស់ព្រះមហាក្សត្រជំពូកទី2និយាយអំពីព្រះមហាក្សត្រអំណាចនៃការប្រើប្រាស់នៅអំណាចព័ត៌មានសរសេរនៅជំពូកទី5ទី6ដែលសរសេរអំពីការអប់រំវប្បធម៌សង្គមកិច្ចសរសេរអំពីអំណាចទាំង3ដែលជាអំណាចកំពូលរបស់ជាតិគឺអំណាចសភានីតិបញ្ញត្តិដែលមានប្រតិសភារដ្ឋសភានៅជំពូក7និងជំពូកទី8អំណាចដែលសរសេរអំពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំពូកទី10និងអំណាចតុលាការដែលសរសេរនៅជំពូកទី11ការដែលយើងមិនចេះមិនដឹងមិនយល់អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យយើងຕົកអំណាចចោលហើយជំនួសវាថាមួយចំនួនប្រើពាក្យហ្នឹងមិនត្រូវមិនមែនមិនត្រូវនឹងខ្ញុំនិយាយទេអត់ត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឧទាហរណ៍គាត់ថាពលរដ្ឋអត់អំណាច
ពលរដ្ឋមានអំណាចតែអំណាចនោះត្រូវបានមន្ត្រីក្បត់ជាតិរំលោភពលរដ្ឋមានអំណាចតែអំណាចពលរដ្ឋត្រូវបានមន្ត្រីមេដឹកនាំក្បត់ជាតិពុករលួយលក់ជាតិបិសាចកៅអីបិសាចទ្រព្យបិសាចប៉ាពួកឆ្លៀនពៀនរំលោភបំផ្លាញមានអ្នកពន្យល់ហើយនឹងគាត់នឹងជាបណ្ឌិតអ្នកវិភាសង្គមទៅផងថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពទេ តែពលរដ្ឋមានសិទ្ធិតែសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយសរសេរនៅក្នុងច្បាប់តូចតូចដែលមានធម្មនុញ្ញភាពទាំងក្រមរដ្ឋប្រវេណីច្បាប់ភូមិច្បាប់ការងារអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានធម្មនុញ្ញភាពគឺពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉
chẳng khó khăn nào bảo vốn chân luôn phía xa mùi nhạc tha bố rạc miền ẩm nái tại tám phút ẩm nái bố rạc miền tại bố rạc mình bán ra trời bán mê đọc nó một trời khó bắt chết cả nạ bạc này dù bài cho là nà à dòng chắc kè bà mờ ra bà 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 không phong cà phê bạc trong cái trong mắt luôn tăng tiền đây sai chấm cá nằm bay cà phê bạc tiêm phát tạo rồi chào anh mặt lẹo bong chăng ai dụ chỉ vứt nằm bay cà phê luôn mấy bạc nằm bay cà phê thân hạ đọc lòng bạc tiêm bằng phát cả nạ bạc nó vô bay rút chào thân hạ đọc lòng bạc bầm phát thực chất rồi bao nhẹ lăng ăn lui thua nhẹ bạc mà thua ở nhẹ lên trong châu luôn cà phê chết đời xa tại bộ một tay mê đọc lòng không được xa bạc không được ngon cái nào phải vô bài bao pu rót răng bị lỗ được pu rót ở riêng cha riêng khó riêng mình riêng cái đó riêng thảo anh tha rồi anh chết anh tránh bao cái gì pu rót chưa chưa lắm ẩm nát cho bao pu rót nơi nước chấm mình mới ẩm nát pu rót nơi nông bộ cô na tê khi mình bộ cô na bộ cô ẩm nát ở pu rót bán đi chấm áp từ pro cool ẩm nát ở pu rót cát alo thì họ những bác lan bao một tô nơi lưu lần bà dương ở trên bắp cho ra cho nó dọc xiêm kia bà can chuyên cái bác lan chuyên miễn bác lan xăm đôi cho dọc mày đi hay dương ở trên bắp nâng dương bắp mai ở lớn nâng bác nó dọc xiêm bác bà can xăm mưng măng bà mình bốc kỳ sáp kỳ bốc dương ngọp hay đấy bố rô dương ở dương làm bị ở mai chứ bắp thả chứ bắp nó dọc kê kỳ chậm chứ bắp nó dọc xiêm kia mình ôi đã rù bia chứ bắp nó phù mìa đã kê kia mình ôi đã rù bia cho được nóng hào bao khảo cái áo vẽ nó co cái áo tu nó các ba cái áo dạ nó cái lạnh chi ra cả bộ chỉ anh tới rô tới rô bẹt cái mà choan thì cúc trở lại từ nơi bờ tây mũi Oscar cứ bạc ẩm nay mà nu đại miên đại miên ẩm nay bán cứ mà nu chạy chấp bắp vậy đấy à là lời mưa pi đang miên mùi nam miên ẩm nay chuyện dương miên lôi mà công tới nữa đắc lôi mà công tới nữa nơi lôi phơi à đẹp luôn mà con từ nơi dương lượm lại đẹp đường hay à đẹp đường màu à con từ nơi đó hay lôi á cảm ơn lôi mẹ mà chiếc lưỡi có à rốt lương nơi lưỡi phơi phơi rồi bảo kì phơi rồi bảo rốt lương cảm ơn một nó nam mẹ mà chiếc tự đặt lôi mà con từ nơi đã chỗ đó à đẹp đường màu bọc mặt hết à đẹp đường mẹ này cứ chắp cho ra cho lâu đây mẹ này hay khuôn mà cho nó lơ phơi đầy cho bao kia nè u thật luôn này tờ giấy ẩm nay cho bao nhà miếng đi tập đăng nhẹ cho bao coi à lâu xa lâu mưa đi bong cả bầy lẹ bục bà trong đăng tháng cho bao chi ẩm nay rửa ọt bong miếng kia miếng đầy sai trong cả hay thưa phong đã cho mua nhẹ đỏ tây nhẹ chất thang bong cho mơ mơ mùi nam mẹ ẩm nay chiếc bong sắp hạt trên bong miếng lan cạt kri băng quân đại chu ra đây cũng đại chu này cho mơ mơ nhẹ đại viên chú mua chia mà trả lán hay dương chia mà trả lán mà trả phần này ông viên đại chu nhớ đại chu kê cho mơ mùi nắm nhòm lại chuyện xa đi chồng chồng xa đi một bọc bồn nạc là chồng đồng bọn trường kịp hả lâu nhẹ miên bọn đẹp mà miên bọn tục mùi tiết phôn thoa một quần chồng đang thật chứ bác chị ẩm nay chứ bó xa là bọn đồ mơ lục khôn sai nơi dọc khmai miên thắn nạ chiên này dỗ ra một đầy phân tay là nơi dọc xiên là nơi dọc yuôn là nơi dọc hẹn là nơi dọc là tìm mà
cảm ơn ពលរដ្ឋយួនពលរដ្ឋសៀមពលរដ្ឋរៀងពលរដ្ឋចិនគ្រប់យ៉ាងម៉េចឋានៈនយោបាយរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនចេះដើរហើយបើសិនបើយួនមិនហៅទៅក្នុងនាមជារដ្ឋអាមេរិកទេហៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកឡានចូលហើយបើកម៉ូតូជិះយន្តហោះចូលហ្នឹងហើយកុំប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរបស់យួនកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនស្វាគមន៍ទទួលទៅហ្នឹងពលរដ្ឋយួនមើលបុកផងបើគេមិនស្គាល់យើងផងមានតែលោកហ៊ុនសែនជារដ្ឋអាមេរិកណាចូលហ្នឹង เห็นช่องผมได้ดอกไม้แผลเคยทันลูกจีนยูรันไรหรือก็อดมีการเชิญปีรัฐาภิบาลยูนให้ดาวตะคนไอ้อังตะคนไอ้ยูรันไรโจ้ซะสะโจ้ตะสกยูนเนาะโจ้เนาะก็มีการเชิญปีเพลกาปียูนปีเซียมปีจันปีอเมริกันปีเบียงเต้าเนาะจียูนฮอดเนาะมีเลยชวนกันตุ้มเลยชวนฮอดเต้าสะลงมือเด้ขมับมีอำนาจเนาะบ้านลูกคนสายตะสกยูนเราเรียนการเชิญปีรัฐาภิบาลยูนนะบ้านมันจังที่อดมีอำนาจเด้สะลงมือเด้ ជំនុំភាសាយល់អំណាចហើយនោះច្បាប់គឺជាអំណាចអញ្ចឹងនេះគឺលើកទី2ថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំណុចទី1សភាបានបញ្ជាក់ហើយគឺគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើជាម្ចាស់នៃអំណាចទាំងអស់អំណាចទាំងអស់របស់ជាតិទាំងអំណាចនីតិប្រញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចតុលាការមានអ្វីទៀតសភាតើហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរចាំបាច់ចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញ បងប្អូនជំនួយភាសាហេតុផលទី3ដោយសារតែការចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបង្កើតឯកភាពជាតិឯកភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់មន្ត្រីរបស់មេដឹកនាំនយោបាយបងប្អូនជំនួយភាសានៅក្នុងច្បាប់វាមានរូបមន្តធៀបផ្សំនៃឯកភាពជាតិរួចជាស្រេចទៅហើយបងប្អូនជំនួយភាសាសាកមើល នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីនយោបាយជាតិហើយយើងយករដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលខុសឬក៏ត្រូវច្បាប់ជាអ្នកកំណត់មន្ត្រីមេដឹកនាំនយោបាយណាជាមន្ត្រីមេដឹកនាំនយោបាយស្នេហាជាតិឬក៏ក្បត់ជាតិគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកកំណត់ពេលដែលយករដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលដែលជជែកគ្នាអំពីបញ្ហា គឺយករដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលពេលដែលផ្ដល់គំនិតនៅក្នុងការដោះស្រាយយករដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើជាគោលនៅពេលដែលផ្ដល់គំនិតហើយឬក៏បន្តជួយជាយុទ្ធសាស្ត្រថែមទៀតបើយុទ្ធសាស្ត្រទី1មិនបានជោគជ័យយើងបន្តផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្របន្តទៀតគឺយករដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើជាគោលគឺវាមានឯកភាពជាតិនៅទីនោះយើងនឹងអត់ខាតពេលវេលាធនធានរបស់យើង មនៈយោគោលការណ៍នេះមនៈយោគោលការណ៍នោះដោយអត់មានជាកងសង្ស៊ីអត់មានជាការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទយើងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិអត់ចេញទេមានតែយើងបែកបាក់គ្នាមនៈថាយោគោលការណ៍នេះល្អមនៈថាយោគោលការណ៍បាក់ខ្លួនល្អអញ្ចឹងយូរយូរទៅយើងលែងរកឃើញរឿង ឯកភាពជាតិបាត់ទៅហើយដូច្នេះការខំថែរក្សាការពារនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើយើងជាពលរដ្ឋខំជ្រេងយល់ខំការពារទោះបីយើងស្រឡាញ់បកណាក៏ដោយក៏យើងមានឯកភាពជាតិពេលដែលយើងជាពលរដ្ឋចេះហើយមន្ត្រីមេដឹកនាំនយោបាយយករដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើជាគោលអញ្ចឹងវាមានរូបមន្តឯកភាពជាតិនៅទីនោះយើងនឹងមិនអាចឲ្យបរទេសណាមួយ អាចឆ្លៀនពៀនតាមអំពើចិត្តពីព្រោះពួកគេត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្របំបែកឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងមេដឹកនាំផ្សេងមន្ត្រីផ្សេងគឺសំដៅដល់មេដឹកនាំមន្ត្រីអ្នកស្នេហាជាតិជាដើមមានកូនចៅទៀតតែកូនចុងក្រោយចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដើរប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីឬអត់បើកាលណារដ្ឋធម្មនុញ្ញដើរប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី ខ្មែររលាយហើយដូច្នេះគឺផ្ទៀងផ្ទាត់ទី1គឺផ្ទៀងផ្ទាត់រមីដឹកនាំមន្ត្រីស្នាជាតិរបស់ជាតិអាស្រ័យទៅលើយើងចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអាចនឹងមើលឃើញថាមន្ត្រីមានដំណើរស្នាជាតិរបស់ជាតិប៉ុន្តែគឺលើកទី4នេះគឺនៅពេលណាដែលយើងចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីដំណើររបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថាតើវាដើរស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីឬក៏ប្រឆាំងជំនួសភាសាដែលថាតែពួកខ្ញុំមានភារកិច្ចរវល
ហើយអំពីសារៈសំខាន់អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី 1 វាជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិដែលយើងដឹងថាវានឹងបង្កើតច្បាប់តូចៗនេះ
thì pi cứ việc cục krong nó ông nay chẳng ở đâu bao chiết hai phố chứ mà chẳng ông nay chẳng ở nút thì bây cứ việc ai thua ở dương tiền toát mì đồng mong một tay sana chết các bạn chết thì buồn thua ở dương ai đăng tha rồi thông đến đi kè pra chạy với cái công viên Paris rồi có ớt hỏi tới thua bạp nát tam cái công viên Paris làm bây chui ở khmai viên bờ lưng bằng to tầm một biển phục cho mình ban đầu rồi đó cho cái và vẫn đang mong ôn được chỉ ca chu đồng năng tập phong hay phục trong thời trên đồng nào từ một kiệt miền cái càng nghe từ và nhặt vừa ở hai môn năng là ghế đi nè sau khi nông thôn nông cài bị cha nó chết xong cả thời cùng lia chụp điệp lia chụp kia màu trong cái lá chăn thêm là nghệ bình.